Chào khán giả của Đồng Hồ Duy Anh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một mẫu đồng hồ của thương hiệu Olympianus. Một mẫu đồng hồ hay còn được gọi với cái tên là tiểu Rolex. Khi bạn chỉ phải bỏ ra một mức giá dưới 5 triệu đồng đã có thể sở hữu chiếc đồng hồ này. Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó chính là Sportmaster Datejust OP89322 VTA GSKD. Trước tiên Duy Anh Watt sẽ giới thiệu một chút về thương hiệu này. Thương hiệu Olympianus ra đời tại Thụy Sĩ vào những năm 1950 và được đặt tên theo một thế vận hội Olympia mà ngày nay còn được gọi là thế vận hội Olympic. Olympianus là sự kết hợp giữa quy trình lắp ráp thủ công theo tiêu chuẩn Thụy Sĩ và máy móc hiện đại của Nhật Bản. Olympianus được sản xuất với tinh thần sáng tạo mới, mang đến cho khách hàng trên toàn thế giới những mẫu đồng hồ chất lượng cao và được ưa chuộng nhất với gần 70 năm lịch sử chế tác và phát triển. Trên tay mình là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Thiết kế này được lấy cảm hứng từ dòng đồng hồ Datejust huyền thoại, là mẫu bán chạy nhất của Rolex, được giới thiệu vào năm 1945. Nó vẫn còn phổ biến cho đến ngày nay vì tính thẩm mỹ và diện mạo vô cùng đặc biệt. Rolex đã tạo ra một khung bezel có rãnh hay còn gọi là viền băm, cùng với dây đeo tay Jubilee bằng kim loại có mắt xích 5 mảnh được chế tạo riêng cho chiếc đồng hồ này. Toàn bộ những yếu tố thiết kế này được Olympianus đưa vào mẫu đồng hồ Sportmaster Datejust và bổ sung thêm những yếu tố độc đáo khác nữa. Mặt số màu đen, kim vuông bản to với các cọc số đính đá và logo Olympianus ở vị trí 12 giờ. Cửa sổ ngày ở vị trí 3 giờ có thể đọc rõ ràng nhờ phần mặt kính lồi sapphire. Thiết kế này được nhấn nhá với các chi tiết màu vàng gold sang trọng như khung bezel, núm vặn, kim và cọc số. Trong mẫu đồng hồ này, hãng sử dụng những vật liệu tốt nhất hiện nay như mặt kính sapphire chống trầy xước cao, rất hiếm có ở các dòng đồng hồ phân khúc tầm trung. Vỏ đồng hồ được chế tạo từ thép không gỉ 36L, mạ vàng, công nghệ PVD. Đường kính của chiếc này là 40mm và lắc tu lắc là 48mm, sẽ thích hợp cho cổ tay trung bình và lớn. Những bạn có chu vi cổ tay khoảng từ 16cm trở lên là sẽ đeo vừa đẹp mẫu đồng hồ size 40mm. Và mẫu này còn có phiên bản 35mm cho những anh em có cổ tay nhỏ hơn. Về bộ máy, dòng đồng hồ Olympianus Automatic sử dụng bộ máy 4R do Seiko sản xuất với khả năng dự trữ cót lên đến 40 giờ và có hỗ trợ lên con tay. Khả năng chống nước của những chiếc đồng hồ Olympianus không cao. Độ chống nước của những mẫu đồng hồ này chỉ là 3 ATM, có thể chống tia nước bắn, đi mưa, rửa tay nhẹ, nhưng không thể đeo để đi các hoạt động thể thao dưới nước như bơi lội và lặn sâu. Ngoài ra, hãng còn trang bị núm vặn Skill Down cho dòng đồng hồ này để tăng khả năng chống nước. Được đánh giá là thương hiệu sở hữu những thiết kế đa dạng, hợp thời trang, Olympianus đã cho ra mắt những dòng đồng hồ mang phong cách từ năng động thể thao đến sang trọng và lịch lãm. Và mẫu đồng hồ Sportmaster Datejust này sẽ là một sự lựa chọn trong tầm giá nếu bạn đang tìm kiếm một thiết kế sang trọng, sử dụng bộ máy cơ. Bên cạnh đó, giá cả là một lợi thế lớn của Olympianus bởi những dòng đồng hồ này được sản xuất tại các nước châu Á nên giá thành rẻ hơn nhiều so với các hãng đến từ Thụy Sĩ. Đó là những gì tổng quan nhất của mẫu tiểu Rolex này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.